Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, luôn mang theo 3 khẩu súng bên người cùng đàn chó săn dữ tợn, tướng cấp Hồ Văn Xê với biệt tài bắn súng rất giỏi đã 10 lần thoát khỏi vòng vây, khiến cảnh sát điên đầu. Đây là tên tướng cướp vô cùng tinh khôn với nhiều câu chuyện ly kỳ về sự xuất quỷ nhập thần, bắn súng bách phát bách trúng. Nhưng ít ai biết rằng, người trực tiếp quật ngã tên cướp khét tiếng ấy lại là một anh nông dân hiền lành, chất phác. Tên tướng cướp một mắt với 3 khẩu súng và 5 con chó săn. Giữa năm 1991 đến cuối năm 1992, trên địa bàn các xã Phước Trà, Phước Gia thuộc huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam xảy ra hàng loạt vụ cướp táo tợn. Theo mô tả của các nạn nhân, bọn cướp có 2 tên, trong đó tên chỉ huy chỉ có một mắt, trông rất ghê sợ. Thủ đoạn của bọn chúng là ẩn nấp trong các bụi rậm ven con đường vào rừng, chờ nhân dân đi khai thác mây, trầm, vàng hoặc buôn bán ngang qua là chúng nhảy ra dùng vũ khí khống chế cướp tài sản. Tên tướng cướp độc nhãn này có 3 khẩu súng, gồm 1 khẩu súng AK, 2 khẩu AR-15, đá cưa cụt nòng và 5 con chó săn hết sức tinh khôn. Sáng sớm, Xê lại xách súng, dẫn đàn chó vào rừng và đi săn tìm cơ hội trấn lột. Nạn nhân là những người phu trầm, người đào đải vàng. Những lúc túng thiếu, Xê còn cướp của cả những người đi đốn củi, hái mây. Qua xác minh, sàng lọc các đối tượng hình sự trên địa bàn, Công an huyện Hiệp Đức nhanh chóng xác định danh tính của tên cướp độc nhãn. Hắn chính là Hồ Văn Xê, sinh năm 1962, trú tại thôn 4, xã Phước Trà. Được biết, Hồ Văn Xê là con thứ 2 trong một gia đình có 5 anh em trai, người dân tộc Ca Dông ở vùng rừng núi hẻo lánh thuộc xã Phước Trà, huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam. Giống như những người anh em trong nhà, từ nhỏ Xê nổi tiếng ngỗ ngược, thường xuyên gây gổ với láng giềng. Khi lập gia đình, Xê vẫn không chịu thay đổi bản tính ngang ngược. Hắn lười lao động, lại nghiện rượu nặng. Những năm cuối thập niên 80 của thế kỷ trước, để có tiền tiêu xài, Xê vào rừng đi cướp. Khuôn mặt dữ tợn, chỉ còn một mắt trái sau một vụ tai nạn. Mắt phải đeo một mảnh vải màu đen để che đi, và 3 khẩu súng luôn kè kè bên hông. Xê có biệt danh tên cướp độc nhãn, khiến phần lớn nạn nhân khiếp sợ, tự nguyện giao hết tài sản. Nếu ai không làm theo yêu cầu, Xê huýt sáo ra hiệu cho chó săn xông vào tấn công. Ban đầu một mình Xê đi cướp, về sau Xê lôi kéo Hồ Văn Dũng, người em kế, tham gia với mình. Với khuôn mặt dữ tợn, chỉ còn một mắt và 3 khẩu súng bên hông, Xê luôn khiến các nạn nhân phải thất kinh hồn vía khi đối diện. Nếu nạn nhân không nhanh chóng đưa tài sản ra cống nộp, Xê liền huýt sáo một tiếng thì lập tức 5 con chó đã bị anh em Xê cướp tài sản, giết chết rồi khiêng xác vứt xuống khe suối Ba Loài để phi tang. Bầy chó săn của Xê vì đói ăn nên chạy xuống suối xé xác 2 nạn nhân ăn thịt, rồi tha phần thân thể còn lại của mỗi người đi một nơi. Tội ác mà Hồ Văn Xê gây ra đã khiến người dân căm phẫn và lực lượng chức năng hạ quyết tâm bắt cho được tên tướng cướp độc nhãn này. Tuy nhiên, việc bắt tên Xê gặp vô cùng khó khăn bởi địa hình rừng núi hiểm trở. Mặt khác, tên Xê có vũ khí và đặc biệt hắn rất cảnh giác, không tiếp xúc với người lạ. Bên cạnh đó, Xê có bầy chó săn rất tinh khôn. Bất kỳ đi đâu, Xê và Dũng cũng đều dẫn đàn chó theo, nên không ai tiếp xúc được với Xê mà không bị Xê phát hiện. Sau 9 lần truy bắt tướng cướp độc nhãn không thành, Công an huyện Thống Nhất xây dựng cơ sở phải là người quen biết với Hồ Văn Xê để tiếp cận, nắm quy luật ăn ở, hoạt động của hắn. Người mà công an chọn là anh Nguyễn Văn Hùng, sinh năm 1950, trú tại thôn 3, xã Quế Bình, huyện Hiệp Đức, một người làm nghề phát dãy trồng lúa, chăn nuôi gia súc. Điều khá đặc biệt là anh Hùng rất gan dạ, giỏi võ và từng quen biết với Hồ Văn Xê. Người nông dân quật ngã tên tướng cướp tàn độc. Anh Hùng cho biết, được sự tin tưởng của công an và với mong muốn trừ họa cho dân, anh Hùng đã tham gia phá án cùng với các trinh sát.
3 giờ chiều ngày 12 tháng 8 năm 1992, anh Hùng cùng với hai trinh sát trong vai người đi làm gỗ mang theo một can rượu trắng 5 lít lên nhà C, giả vờ xin nước uống rồi tiện thể mời C uống. Theo kế hoạch, khi uống rượu, lợi dụng sơ hở của C, anh Hùng sẽ cho thuốc ngủ vào ly rượu. Khi C đã ngủ say, các trinh sát sẽ ra tay tóm gọn kẻ thù ác. Trong lúc uống rượu, C luôn tỉnh táo, bàn tay trái nâng chén, bàn tay phải đặt trên khẩu AK. Uống rượu tù tì với tên tướng cướp một lúc khá lâu, nhưng anh Hùng vẫn không có cơ hội bỏ thuốc ngủ vào ly rượu của C. Sợ mất cơ hội, anh Hùng bèn nghĩ ra kế. Anh bảo, rượu nặng quá, nghe cháy cả cổ. C, mày lấy cho tao chai nước lọc. Không nghi ngờ, C đứng dậy vào bếp lấy nước. Chờ đợi có thế, anh Hùng liền nhanh tay pha thuốc ngủ vào ly rượu đặt trên bàn nhậu. Khi anh Hùng bỏ thuốc vào rượu, thì thuốc phản ứng với rượu chuyển sang màu đỏ sẫm. C nghi ngờ, hỏi, tại sao rượu có màu như vậy? Mặc dù bất ngờ, nhưng anh Hùng vẫn nhanh trí trả lời, tao đổ rượu vào bình nước chè, rượu còn ít nước chè trong đó, nên nó có màu như vậy. Tối hôm đó, tên C cũng uống hết 3 liều thuốc ngủ mà anh Hùng trộn vào rượu. Thế nhưng, hắn không hề ngủ, cũng chẳng hề say, nên kế hoạch thất bại. Sau này khi bắt được đối tượng, các trinh sát hỏi thì được hắn tiết lộ một sự thật rằng vì là người rất khôn ngoan và ma mãnh, nên trước lúc nhận lời uống rượu với anh Hùng cùng với hai người lạ mặt, C đã nhai hết một cây dài, dài 2 mét. Đây là một loại thân cây mỏng nước có tác dụng giải độc và chống say để đề phòng. Quyết tâm bắt cho được tướng cướp độc nhãn tàn ác. Lần thứ hai, ngày 18 tháng 9 năm 1992, anh Hùng lại lên đường vào hang bắt cọp. Lần này, anh Hùng mang theo một khẩu súng CKC, đi cùng em trai tên là Dũng và em cọc trèo tên Thân, có sự yểm trợ của các trinh sát ở phía ngoài. Khi gặp C, anh Hùng bảo, mày chỉ cho tao chỗ khai thác một cây gỗ lớn thì ta sẽ cho mi cây súng CKC này. Nghe nói súng, C liền đồng ý và bảo anh Hùng đi theo C vào sâu trong rừng để C chỉ một cây gỗ giỏi lớn. Hôm đó, C mang cây AK của hắn trước ngực. Trên đường đi đến chỗ cây gỗ giỏi, khi ngồi nghỉ ở một tảng đá lớn, anh Hùng giả vờ nói, tao nghe nói khẩu súng AK này bắn khỉ không chết, mày đưa tao bắn thử xem nào. Vừa nói, anh Hùng vừa giằng lấy cây súng trên tay C. C mất cảnh giác không phòng thủ, anh Hùng liền tung cùi chỏ như trời giáng thẳng vào mặt hắn. Khi C đang tối tăm mặt mũi, chưa kịp rút cây súng thứ hai trong người, thì anh Dũng liền bật dậy tung thêm một nhát sau gáy C, khiến hắn choáng váng. C chưa kịp tỉnh đòn thì bị anh Thân bồi thêm một cước mạnh như trời giáng vào mông, khiến hắn đổ dập xuống đất. C nằm lăn lóc quằn quại và gào thét như con thú rừng trúng bẫy. Tổ trinh sát mai phục ở đấy ập tới chĩa súng thẳng vào đầu tên tướng cướp hô lớn, Hồ Văn C, mày đã bị bắt, đừng xuống cửa vô ích. Với những tội ác tày trời đã gây ra, chỉ 2 tháng sau khi bị bắt, ngày 20 tháng 11 năm 1992, Hồ Văn C đã bị tòa án đưa ra xét xử và tuyên án tử hình về tội giết người, cướp tài sản, chấm dứt những ngày tháng cướp bóc, giết người tàn ác của tên tướng cướp độc nhãn khét tiếng miền Trung. Thưa quý vị, vậy là cuộc đời của tên tướng cướp cũng đã khép lại, trả lại sự bình yên cho nhân dân. Đến đây, thời lượng của chương trình cũng đã kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.